tiền của mình là nó phải quan trọng, nó phải chuẩn, đúng rồi. Thì bên đây anh chồng mình chậu Bà Liễu, bên kia anh chồng mình chậu Ben Soda. Như lời hứa thì hôm nay em cũng quay lại nhà của anh Tuấn để cùng với anh Tuấn để thực hiện cái lời hứa. Thì đồ nghề thì anh Tuấn cũng chuẩn bị sẵn hết rồi, chậu có, giỏ thông có, nói chung dụng cụ đầy đủ, lan thì cũng có hết rồi. Thì hôm nay em qua thì sẽ cùng với anh mình hoàn thiện hai cái chậu tác phẩm. Như hôm bữa em đã hứa thì giờ vậy đi, mình có hai chậu, anh em mình cứ làm người làm chậu. Ok. Ok, thôi mời mọi người cùng với anh bắt em tay vào làm thôi. Tiếp theo mình mặn gì nữa? Thì giờ như nhau thôi, em với anh làm cùng nhau. Người một cái rổ. Rồi. À dạ. Dụng. Mình móc, mình làm cái khung trước. Ví dụ một cái chậu mình cứ móc vô đi, mình làm cái khung trước. Móc làm á, lên trển nó ngồi bàn giấy thôi, đúng không, nghỉ ngơi. Nhưng mà khi về nhà làm quần quật từ sáng tới tối. Chỉ là chồng lan thôi. Chỉ lan với chim với cá, nhưng mà lan chủ yếu là chính. Cái cảm giác mình trồng cái lan xong cái mà từ lúc mà bắt đầu nó ra vồ, nó nhú nụ, mình cảm thấy hứng thú lắm. Ngày nào mình cũng ngắm hết. Nhưng mà nó quéo cái ứa. Cậu định lại. Đấy. Này thì nó đẹp đúng không? Mình đặt cái sườn vào. Rồi mình cứ đưa. Mình cho thêm cái này vô để gạch vô để cho nó giữ chắc lại cái chậu, để khi mình ghép nó không có lung lay nhiều. Bây giờ mình cứ bỏ xốp vô. Anh bỏ xốp vô, mình bỏ xốp vô cái phần đáy á. Này. Dạ, nhưng tiện đây cũng chia sẻ mọi người thì mình bỏ xốp vô phần đáy để cho nó thông thoáng ở phần đáy một tí. Lỡ như nước nó có động đó thì có xốp thì nó cũng không làm ảnh hưởng nhiều tới cái rễ sau này nó phát triển đi xuống. Cứ vẽ ra một để bự vậy luôn cũng được anh. Đúng rồi, không, ơi, nó cái kia là cái thùng đó. Thứ nhất là thông thoáng. Đúng rồi. Cái thứ hai quan trọng nhất là cả nhà, tôi nghĩ là cả nhà biết gì không? Đỡ tốn tiền giá thể. Chính xác. Với lại nó cũng một cái nữa là nó cũng không thoáng được cái đáy chậu á. Mình nên làm nó. Rồi, bước kế tiếp là bước thứ ba. Xử lý lan thôi mọi người. Thì mình cứ tháo chậu ra. Tháo chậu ra. Rồi như thế nào nữa anh Tuấn? Hả? Tháo tỉa chậu. Bước rễ tách sơ dừa. Tỉa bước rễ tách sơ dừa. Như này nè. Vừa thôi, đúng không? Rập. Không sao đâu anh có combo 8 rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đâu có thở mất rễ. Đây nè. Này là em chưa làm kỹ nha, nhưng mà hồi nữa mình sẽ làm kỹ lại. Lý do là em rọc vậy á. Cho mình cặp nó vô. Đúng rồi. Là nó dính thành vậy. Chậu lớn. Đó, anh thấy không? Là mình có. Mình cứ kẹp vô vậy thôi. Anh cầm thêm đi. Ok. Coi chừng gãy mầm nha. Rồi. Ba. Ồ, này quay đây. Đó là cái bàn xay là để mình để trên bàn là vậy đó. Ồ, bự gà. Bự gà không? Rồi. Ủa vô luôn. Nổi không? Được. Không cơm thì không dám đâu. Bây giờ cái này là hai anh em mình mới làm được nè. Rồi anh buông ra đi. Rồi, đỉnh này rút vô đó luôn. Cái mầm này thì anh đừng sợ nữa, sau á nó đi ra nắng lại là nó xoay, nó xoay ra lại. Nó sẽ quay lên, nó sẽ tự xoay lên. Nó xoay ra lại. Công đoạn cuối cùng. Đấy. Chưa? Bên này cây nữa không? Nữa chứ anh.
đúng không? Đây là cái gì? Cái dụng cụ này lấy cái bình cắt ra làm thôi. Mình sửa cái này xong mình qua cái bên chỗ cái chỗ thứ hai để mình anh Thiện làm, mình lầm bầm nãy giờ anh cự nãy giờ nè. Đó, lan lên anh ơi, lan lên. Điệp đang chờ, mang đây Điệp. Ây da, ây da, ây da. Cái này thì biểu gia chủ làm tới mai không. Này biểu gia chủ làm tới mai không. 4 rồi hả? 4, cái này là chỗ này. Em chỉ cần 5 chậu này, chỉ cần 9 giò hoa thôi. Thiệt, nhiêu đó là đủ. Bên này nè, không có cái lỗ, bên kia có lỗ. Đó, bây giờ làm sao đó, bây giờ mình để ốp ốp rồi được, kéo vô đó, đó, nó vậy thôi. Ngoài đó, cái chậu bên kia cũng vậy thôi, phải không? Anh cứ gãy xung quanh thôi. Đúng không? Cái này là ngoài, ngoài đúng rồi, đúng rồi, vậy thôi anh. Đó. Mình cứ gãy thôi. Hai nắm là đủ phủ mặt. Sau một hồi lay hoay của hai anh em thì hai chậu tác phẩm cũng đã hoàn thành xong rồi. Thì bây giờ là anh Tứng cho em cái cảm nghĩ mà khi mình làm xong hai chậu này thì anh nghĩ như thế nào? Đẹp. Nhưng quan trọng nhất là mình lấy được cái kinh nghiệm. Có nghĩa là cái kinh nghiệm đầu tiên là cái gì? Đó là cái quỷ rễ để tái tạo rễ. Nhìn đây, các nhìn đây thấy. Nhìn thấy nó trẻ ra đây. Nên mình cũng mạnh dạn chứ, trước đó là mình không dám. Trước đó là mình chỉ nương là để nguyên cái bầu vô đây đó, chuẩn bị nó lụi từ từ kìa. Đó cái bầu đó, để nguyên cái bầu. Nhưng giờ là mình mạnh dạn mình bằng cái này. Đúng không? Mạnh dạn bằng cái này. Cắt rễ được, vẽ được thì nó mới vô được cái chậu gọn như vậy, ra được cái chậu như vậy. Mình thấy là vậy đó. Chứ còn nếu như mình để ví dụ như nguyên cái chùm bự đi, mình sợ mất rễ, đúng không? Mình sợ mất rễ, cái để nhìn vô nó trẻ. Nó mỗi cái chậu nó khoảng cách khác nhau nè, nó không ra được chậu tháo cẩm như vậy, đúng một góc vậy. Thì giống như đợt trước thì cách đây cũng mấy tuần ta, hai tuần hơn hả ta, hơn đúng không? Hai tuần thì em có qua thì có thấy anh Tứng có trồng cho hai cái chậu dendro to như thế này. Thì đúng như anh Tứng anh nói đó, là anh để luôn nguyên cái chậu mà sơ dừa luôn, là anh nhồi nhét vô trong đây. Mà cái lúc đó anh ghép á, thì là có nghĩa là ví dụ như 5 cây anh ghép như 5 gốc. Thì cũng có chia sẻ với anh Tứng thì mình làm lại, thì cũng thực hiện như đúng lời hứa ngày hôm nay qua làm lại. Thì một cái chậu đẹp như thế này cho anh, thì sẵn em cũng chia sẻ luôn về cái việc là mình tại sao lại mình lại trồng như vậy. Thì ví dụ như 5 gốc của mình á, mình trồng mình đưa cái mầm gốc á, mình đưa cái thân tơ á, nó đi ra ngoài, hướng ra ngoài, hướng ra ngoài đây. Dạ đúng rồi, như cái thân tơ hướng đi ra ngoài, nửa sâu á cái mầm gốc nó sẽ lên ở ngoài này, nó phát triển đi ra tiếp ngoài này. Thì hầu như là năm cái mầm gốc của mình, năm cái thân tơ cứ lộn hoài, năm cái thân tơ của mình là nó đi ra năm hướng, nó mới mốt nó ra nó đều, nó xè cái chậu mình nó đẹp hơn. Với lại mình nhìn nó thẩm mỹ hơn. Thì đây là cái lời hứa mà em thực hiện được với anh Tứng, và cũng là hy vọng được là khoảng tầm 3 tháng thôi, cây này sẽ được phát triển tốt hơn, rễ khỏe, thân khỏe, lá đẹp, bông thì nhiều vòi. Rồi, đây là cái thành quả cuối cùng của anh em. Em mời mọi người mình cùng ngắm lại cái hai chậu, một chậu bà liễu và một chậu Ben Soda. Ok, em chào anh Tứng nha. Rồi, chào. Và cái cuối cùng, chiêm ngưỡng đi mọi người ơi.